Sáng ngày 4 tháng 4, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nông Văn Bằng, 21 tuổi, trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Nông Văn Túc, 58 tuổi, là cha ruột của Bằng. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2021, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, nên ông Túc đã cầm một con dao đi từ phòng ngủ ra và dọa chém nên Bằng bỏ trốn ra sau vườn nhà. Vì bực tức nên khoảng 15 phút sau, Bằng đi vào bếp lấy một con dao dài 48cm cột vào cây le rồi đi đến phòng ngủ của cha mình. Tại đây, Bằng thấy ông Túc đang nằm trên giường nên vung dao chém nhiều nhát. Khi thấy ông Túc nằm gục trên giường thì Bằng cầm dao đi ra ngoài. Rất may ông Túc sau đó được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 42%. Tại phiên tòa, bị cáo Bằng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nông Văn Bằng 15 năm tù giam về tội giết người.